Chiều nay, đài truyền hình UTY tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo đài phát thanh truyền Đà Nẵng, Đà Nẵng TV về thúc đẩy hợp tác trong thời gian đến. Trước đó, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố, Đài Phát thanh truyền Đà Nẵng đã ký kết hợp tác truyền thông với đài truyền hình UTY tỉnh Yamanashi, Nhật Bản về việc hợp tác sản xuất và phát sóng giới thiệu các tranh lam thắng cảnh, dựng điểm đến nổi tiếng, ẩm thực của tỉnh Yamanashi trên sóng truyền hình của Đà Nẵng TV đồng thời sản xuất và phát sóng những phóng sự về Đà Nẵng trên sóng truyền hình đài UTI quay Tại buổi làm việc, ông Đoàn Xuân Hiếu, thành ủy viên, giám đốc đài phát thanh truyền Đà Nẵng mong muốn thời gian đến, ngoài việc quảng bá du lịch giữa hai địa phương, đài sẽ có thêm cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất chương trình, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm về truyền nội số báo chí, phát triển truyền hình trên các nền tảng mạng xã hội, mô hình quản trị truyền thông hiện đại. Từ phía đài truyền hình UTI quay tỉnh Yamanashi Nhật Bản.